Chào Thảo Thủy Đô, xin kính chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình làm một video clip này, đóng cửa đã, nhằm để giới thiệu sản phẩm và cũng là làm cái video này để đăng lên những họ Hà Lan mini, để rồi các bạn nào có biết và xem được cái video này có thương mến mình, rồi đồng thời có yêu thương động vật và thích thích con thỏ. Giá nhỏ mini thì mua ủng hộ mình thì mình gửi trên toàn quốc luôn các bạn. Thì trước tiên thì mình nuôi nhiều lắm, nhưng mà mình quay những con thỏ mà mình sẽ bán thôi. Thì hôm nay là mình quay Hà Lan mini đây, thì tới ngày tách mẹ rồi nhưng mà mình chưa có tách, mình để nó cho nó ở mẹ luôn. Đây đây là một bầy ba bà, các bạn thấy không, bầy ba bà 1 2 3. Mình nó là con mẹ là con Hà Lan, nhưng mà con cha là mình để là con cha sư tử, lai Hà Lan. Để làm gì? Để sau này nó lớn lên nó có cái bộ lông dễ thương và xinh hơn đó, nó lai tạo như vậy thì nó tuyệt vời hơn đó, bạn thấy không. Thì đây là một bầy ba con, nếu bạn nào ưng thì mình sẽ gả luôn nghe các bạn, gả luôn cho các bạn để mà các bạn đem về để chăm sóc và nuôi rất là dễ thương. Đó là một bầy thứ nhất. Sau đó từ từ con lớn thì mình quảng cáo sau. Bên này thì cũng thêm một bầy nữa, nhưng mà một bầy nó thì chỉ có một con thôi, một con thôi, còn lại ba con này á là nó là mi lót. Tại vì là mi lót này con kia nó đẻ đông quá là mình nhờ nó nuôi, với lại là nó ít sữa đó. Rồi ở dưới này cũng là một bầy, dưới này cũng đã tách mẹ rồi đây mà mình chưa có tách đây. Đây tôi lấy sọt ra luôn chứ để làm gì nữa, chỉ làm lum nó nằm ở đây nữa đâu. Đây bầy trong đây thì rất là tuyệt vời. Đây đây bầy trong đây thì 2 con đó, thì bạn nào có nhu cầu, mẹ nó cũng khoảng 7 8 lạng à, 2 con. Thì bạn nào có nhu cầu thương thỏ như nào đó thì ủng hộ mình rồi mình sẽ gửi đi toàn quốc nha. Tiếp tục, hết rồi, chỉ có 5 con thỏ nhỏ thôi. Và bên này thì nó còn mấy con nữa. Ủa còn một con đẹp ở đâu ta, đây nó lớn hơn, nó lớn hơn đó, đây 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 đẹp chưa, nó lớn hơn đó. Thì lớn hơn thì cái giá nó khác, nhưng mà mình cũng để giá hữu nghị cho các bạn thôi. Đây thêm 4 bà Hà Lan nữa đó, coi còn con nào không. Vậy là hết Hà Lan rồi phải không? Còn còn lại mấy mấy bà dưới này lớn nữa, lớn hơn nữa có thể làm giống được. Thì có các bạn có nhu cầu thì nói mình luôn nha. Đó Hà Lan mini nhỏ. Ở ngoài kia thì nó có mấy con thỏ đực, mấy con thỏ đực cũng Hà Lan đẹp lắm các bạn, nhưng mà mới chặt trong chuồng này chặt quá thì mình để trong đây ra ngoài. Đây đây là trại để thỏ thỏ thường, nhưng mà ở ngoài đây nó còn mấy con trưởng thành nữa. Đây các bạn thấy không, Hà Lan đực đây, nó này trưởng thành hết rồi này, cái này có khi là phối được rồi chứ đực á. Đây đó. Đây con bên này thì lông xù hơn, con này lông xù hơn này các bạn đó. Rồi các bạn nào có nhu cầu thì các bạn có thể muốn ủng hộ mình. Đó là thỏ kiển, còn thỏ nhà mình thì nhiều nha các bạn, thỏ nhà mình nuôi đây nhiều lắm nha. Rồi còn gì nữa không ta? Vậy là hết rồi. Ngoài ra thì nếu mà các bạn muốn mua Hà Lan trưởng thành đực chuẩn luôn thì đây cũng có một bà này cũng rất tuyệt nha các bạn nha, cũng nhảy được cũng siêu đẳng lắm đó các bạn đó. Đó thì hôm nay mình làm cái video này, bà này gần đẻ này các bạn, gần đẻ này. Hôm nay mình làm cái video này là để giới thiệu sản phẩm con thỏ Hà Lan đến cho tất cả các bạn và mọi người. Thì các bạn nào có nhu cầu nuôi kiển hoặc là nuôi kinh tế để bán lại cho những người khác thì liên hệ mình, thì mình sẽ gửi ship cho tất cả mọi người nha. Rồi mình xin kính chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào lần sau nha.